thưa quý vị thư viện Phật giáo hòa hảo trân trọng giới thiệu tác phẩm nửa tháng trong miền thất sơn trong năm 1951 của tác giả nguyễn văn hầu nội dung tác phẩm ghi chép lại cuộc du khảo trong một miền mà người trước Phật thầy tây an đã quay là linh tịa và người sau là ông Pierre Gouraud nhà địa lý người Pháp, đã cho rằng đây là địa thế độc đáo. Trong tác phẩm còn chứa đựng nhiều tài liệu quý, nhiều hình ảnh hiếm có được trình bày phong phú. Tác phẩm Nửa tháng trong miền thất sơn Tác giả Nguyễn Văn Hầu được nhà xuất bản Hương Sen xuất bản năm 1970. Xin trân trọng kính mời quý vị và chư quý đạo hữu lắng nghe diễn đọc của Tuấn Anh và Ngọc Minh. Nam Mô A Di Đà Phật Chương 6 Đường vào Thất Sơn Ngõ Tịnh Biên Ông chủ thầu bến đá Người miên trên đất Việt Trù ếm và bỏ thư Phong cảnh bên đường Tên các ngọn núi Địa lý miền Thất Sơn tướng cướp đơn hùng tính tỉnh biên chợ biên giới đêm nghe nhạc ngũ âm thời lễ bái của một nhà sư tây tạng những ngày đi qua chúng tôi rời nhà thụ ở bến đá sau một bữa ăn điểm tâm chủ nhân tử tế quá đã sai người nhà mang sẵn ra xe từ bao giờ một giỏ sách mãn cầu biếu chúng tôi ông nói các ông đi đường nắng mệt, ăn nó cho đỡ khát. Xe rời khỏi núi xa xa mà ông còn đứng nhìn theo dãy tay, ra chiều lưu luyến. Tôi kiểm điểm công việc của buổi chiều qua, lấy làm thích thú với những bản sao, các bài vị, các mộ bia và hài lòng hơn hết qua cử chỉ đẹp của quý vị hương chức làng dĩnh Tế cùng với một miêu duệ của Thoại Ngọc Hầu đã vui lòng mặc quốc phục lên đèn hương đánh chuông mỏ và thành tâm khấn nguyện để rồi mới dám mở rương cho chúng tôi chụp ảnh mấy bản sắc chỉ có liên hệ tới bảo hộ thoại và trưởng binh lễ anh khanh nói thấy thịnh tình của ông nhà thầu tôi cảm động không kém thịnh tình của các ông hương chức làng vĩnh tế hôm qua thì ra người miên cũng tốt bụng và cũng lịch thiệp có thua vì người việt mình đâu anh Ba tài xế trước đây vốn lưu lạc nhiều năm trên xứ chùa Tháp và thường giao thiệp với người Miên, miền biên giới. Nên khi nghe canh nói, liền lên tiếng. Ông chủ thầu bến đá là người Miên lai Tàu và có học thức. Nhìn ông ấy mà hiểu tính tình và nếp sống của dân Miên. E không đúng. Tôi xoay sang anh Ba. Anh rất sành về tâm lý và đời sống của người Miên. Vậy Hãy cho anh em biết qua ít điều mà anh thường biết. Anh ba đằng hắn lấy giọng. Trong chuyến đi này, chúng ta sẽ có dịp gặp gỡ với nhiều người miên, cho nên hiểu chút ít về họ là một điều cần. Trong miền Thất Sơn, người miên khá đông, đông nhất là hai quận, Tri Tôn và Tịnh Biên. Theo lời một ông sải thì ngày xưa ở miền Nam này sóc miên ít lắm chỉ lưa thưa mỗi nơi năm mười mái lá. Họ sống như những xóm nhỏ trong rừng quang, đời phong thần trong chuyện tàu vậy. Chưa đến chừng hơn 500 năm trước đây, một người miên có ốc thủ chức, tên là Mon, làm chức ốc nha, cấp bậc như là quan tổng đốc của ta, hướng dẫn một số dân chúng tạo mát tập trung vào một khu phì nhiêu thuộc tỉnh Sa Đéc ngày nay để khai quan làm ruộng. Chú thích, do công lao này mà khi ốc nha mon mất, người ta lập đền thờ và tại Sa Đéc hiện có một vùng gọi là Nha mưng, tức danh xưng ốc nha mon nói trại ra. Những nơi nào sẵn dân chúng như miền thất sơn này thì cũng tập trung lại thành từng sóc cho đông đông hơn để góp sức khai quang họ bắt đầu sống thành từng đoàn thể tương đối có tổ chức là từ hồi đó. Hầu hết người Miên đều theo đạo Phật. Do đó mà các sư sãi rất có uy tín, con em lớn lên người ta phải cho xuất gia đi tu một thời gian tùy theo khả năng. Chỉ có những người trải qua một lần xuất gia mới được xem là tròn bốn phận và mới có đủ uy tín làm người với đời. Tiền của làm ra được họ trích một số lớn cúng dường các sư. Đi vào một sóc miên, ta sẽ thấy nhà cửa của dân chúng phần đông cất bằng tre lá lụp sụp. Nhưng các ngôi chùa thì đồ sổ vô cùng. Họ tin rằng cúng chùa sẽ không mất mà còn có lời. Vì mất một mà được phước thì sẽ làm ra bằng mười. Họ thích sống đơn giản, ưa làm lấy vật dụng để xài, giàu rằng xấu không muốn cạnh tranh có tinh thần tương trợ lẫn nhau giỏi chịu cực mộc mạc và mê tín họ đã thương ai tin cậy ai rồi thì nói gì cũng nghe bảo gì cũng làm rất tha thiết với ruộng vườn tài sản và thích uống rượu khi làm lành thì rất lành mà lúc giận dữ họ tỏ ra hung ác dám trả thù bằng mọi cách bỏ bùa cho khùng làm phép thư cho chết Khanh nói với anh ba. Ngán quá ha. Nhưng anh có mục kích được lần nào hay chỉ nghe nói lại thôi anh ba? Thấy tận mắt cũng có mà nghe kể lại cũng có. Tôi đã thấy sau một cuộc đua bò đàn thua cuộc nghi cho đàn thắng cuộc chơi xấu bỏ bùa khiến quỷ hiện hình trận đầu làm bò mình phải sợ hãi bỏ đua mà chạy trốn. Vì vậy á Người ta đã luyện phép thật độc để trả thù nhau. Đó là phép trù ếm, tiếng thổ gọi là thần nấp. Người muốn luyện phép đó phải ăn toàn đồ dơ, tính từ kinh nguyệt của đàn bà cho đến đàm giải rác rưởi. Họ đi thất thiểu trong rừng bụi hoặc ngoài bãi tham ma, đọc niệm những câu thần chú, tiếp xúc thường xuyên với quỷ để nhờ chúng nhập vô trong những lúc muốn ra tay làm quấy sau nhiều ngày tháng hòa lẫn cuộc sống giữa người và ma như vậy anh chàng thua cuộc đấu bò dạo nọ đã trở về trù ẻo anh chàng thắng cuộc người này đã ngã bệnh và bệnh tình rất ghê gớm nói xàm không nhận được người thân là ai bụng lớn da vàng mỗi ngày ăn cả năm sáu nồi cơm mà thân hình ốm nhôm như cái que củi rồi ngoẻo người ta biết rõ mối tư thù trong cuộc đua bò đã đưa tới hậu quả đó. Nhưng không ai gian xin được và cũng không có thầy nào cứu được. Anh Trình mau miệng hỏi anh ba. Còn Thư là sao nữa anh? Tiếng thổ cũng gọi Thư là thân úp. Cách luyện phép đó cũng gian khổ và kỳ quái như cách luyện phép trù ếm kể trên. Nhưng hành động thì có khác. Hành động của trù ếm là làm một hình nộm bằng bột hoặc bằng sáp rồi ghi tên họ ngày tháng sanh của địch thủ hoặc người bị thuê làm hại vào lưng hàng bữa theo một thời khắc nhất định người thờ núp ngồi trong một cái am vắng trước bàn thờ tổ đốt nhang đèn vái lại vuốt tai vuốt tóc vuốt chân mày, miệng đọc lăm răm thần chú rồi dồn hết thần khí nhìn thẳng hình nộm mà quát lớn chẳng hạn muốn làm cho đối phương khùng điên thì hô này, danh ca tao sẽ cho mày điên. Rồi nó dùng kim khí đâm vào đầu hình nhân. Nếu muốn làm cho liệt bại tứ chi hoặc cho đuôi, thì cũng theo phương pháp đó. Nhưng đâm đúng vào chỗ mà người thân úp muốn làm cho chỗ đó quá thành bệnh. Còn Thư là sai khiến một vật to lớn đi vào bụng người. Mà đi một cách êm ru, đối phương không hề biết người ta thường dùng một nùi tóc rối một mảnh da trâu một khúc gỗ để thư hành động của phép thư cũng phải lễ tổ và làm những điều cần trước bàn tổ như trù ếm vậy nhưng không có hình nhân người ta chỉ dùng nùi tóc rối mảnh da trâu hoặc thanh gỗ to rồi niệm chú cho nó lần lần nhỏ lại như hạt bụi ai mắc phải thì khi vào bụng vật đó trở lại nguyên hình và công phạt bệnh nhân thê thảm. Anh Hà rùng dai. Tôi cũng từng nghe nói người miên có thuật này và những người đi biển hồ thường vì cảnh tranh nghề nghiệp mà bị thư. Nhưng đâu ngờ một quyền thuật nghiệt ngã như vậy. Anh ba như mãi sai chuyện nên không đợi ai nhắc đã tiếp ngay. Hồi Tây mới vô cách đây cả trăm năm một chuyện thư giết người đã xảy ra bên triền núi Sam, nơi mà chúng ta vừa tách rời khi nãy. Hôm đó, vào một ngày mùa thu, quản cơ Trần Văn Thành gốc là một đại đệ tử của thầy Tây An, cùng mấy người tùy tùng về bái vọng nơi mộ phần ngài nhân ngày kỷ niệm Phật thầy viên tịch. Lúc đó, tại phía tây triền núi, có một anh dân cài nhà nghèo đang mắc phải một bệnh nan y, mắc trợn dọc, bụng no dẫy lên, tay chân co rút lại và hơi thở chỉ còn thôi thóp nơi ngực. Anh này trước đây vì có chuyện tranh nhau về trên đất ruộng với một người cao miên trong xóm, tên gọi Thổ Nguồn. vốn giỏi thư và biết gồng. Nguồn đánh thư vào thức ăn của anh bần nông, nhân dịp anh này đi ăn dỗ tại nhà hàng xóm. Vì vậy mà từ ba tháng qua, anh này xanh xao gầy mòn, chạy đủ thầy bùa thầy thuốc, có lần vợ ảnh đi tới năn nỉ với nguồn nữa. Nhưng nguồn đã từ chối, nói rằng không biết việc đó. Vậy là anh dân cài này chỉ chờ giờ chết. Trong xóm lúc đó, có người biết chuyện, nên tới chùa Tây An, nói với quản cơ thành và yêu cầu cứu giúp. Chỉ bằng một mảnh giấy vàng có đóng ấn triện bữa sơn kỳ hương, cụ quản thành đã cứu sống được chàng bần nông nọ sau khi uống linh phù vừa nói bệnh nhân đại tiện ra nùi tóc rối rồi khỏe khoáng lại như thường thiệt là một diệu thuật nhưng rồi thổ nguồn có phản ứng gì không anh có nguồn không phản ứng với anh hàng xóm mà rất thù cụ quản cơ thành nó chờ ít lâu nhân ngài phật đản nhập bọn với tín đồ bửu sơn kỳ hương tới chim bái tận bửu hương cát ở láng linh nơi mà cụ quản thành ẩn giật để chuẩn bị kháng chiến. Nhân chờ cụ quản cơ uống trà, nguồn thư vào đó một mảnh gỗ cam xe, ngang ba ngón tay, dài hơn tất rưỡi. Theo nó thì phép thư này ai mắc phải sẽ bỏ mạng sau một cử, tức khoảng 24 giờ. Ba hôm sau, nguồn với bộ điệu đắc thắng từ núi Sam tới Láng Linh để đón coi kết quả. Nhưng ba hôm nay, Quảng Thành rất thản nhiên. Cụ không cho ai hay biết gì. Cho tới khi nguồn gần tới, mới đi đại tiện ra mảnh gỗ đã thư, rửa sạch, đem vào trước nhà khách đợi nó. Nguồn lấy làm sửng sốt khi thấy cụ Quảng Thành không hề hấn gì. Nó toàn tháo chạy vì sợ lỗ tẩy, nhưng cụ Quảng Cơ Thành đã lẹ miệng kêu nó lại, ôn tồn nói. Vì cứu người ở núi Sam là tôi muốn gỡ tội cho anh. Cứ sao anh không coi đó là ân mà còn cố ý báo quán. Nguồn phục sát đất, trà giá mà thọ tội. Chú thích, trà giá, tiên miên, đọc đúng giọng là cháp giá. Nghĩa là ngồi bẹp xuống mà lại. Và từ đó, nó là một tín đồ rất trung thành trong phái bửu sơn kỳ hương trong công tác địch giận sau này của cụ Quảng Thành ở cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa, nguồn là người hoạt động giỏi nhất trong giới người miên đã theo Pháp. Nắng đã lên nhiều, xuyên mạnh về phương Tây, khiến cảnh vật phía trước càng lúc càng hiện rõ. Câu chuyện trên xe lúc này đã ngừng im. Mỗi người đều theo dõi cái diễn biến của cả một vùng núi non lô nhô trước mắt. Dùng thất sơn. Thất Sơn còn được gọi là Bảy Núi, một danh từ không những quen thuộc với đồng bào trong nước mà cả những người ngoại quốc từng sống lâu năm ở đây cũng chẳng lạ gì. Nằm trong khu Tam Giác, tỉnh Biên, Nhà Bàn, Tri Tôn, Châu Đốc, dùng Thất Sơn choán một địa thế bề dài lối ba chục ngàn thước, bề ngang độ mười bảy ngàn thước và trở thành một pháo đài thiên nhiên vô cùng kiên cố bên cạnh miên quốc và Thái Lan, án ngữ cả dùng bờ biển Hà Tiên rạch giá. Từ Châu Đốc đi vô, ngồi trên xe, dọc theo con đường trải đá, du khách sẽ lần lượt trông thấy nhiều ngọn núi phơi khoe đá trắng, cây xanh, chót giót cao nghẹo, dược hẳn những hàng cây thốt nốt đứng thẳng mình văng văng bên bờ ruộng hoặc có những ngọn núi đậm màu đất đen cỏ biếc la đà thấp chủng như nhúng mình khiêm tốn bên cạnh những lô cốt uy nghi vị trí các núi ấy theo thứ tự thuận chiều ta có thể kể núi trà sư núi cát núi bà đội núi cấm núi dài núi tượng và sau cùng là núi tô hay núi cô tô tuy tiếng là thất sơn nơi đây không phải chỉ trọn dạng có bảy ngọn núi mà có đến hàng chục đủ đầu khi sang chơi miền đó ngoài sự chiêm quang những chùa am điện cốc với khói trầm nghi ngút đêm ngày khách sẽ còn thưởng thức được vô số cảnh đẹp thiên nhiên nếu có những loài hồng hoàng cao cát sặc sỡ trong áo mũ tươi màu xuất hiện vui ca chào mừng quý khách mang đến cho khách những niềm vui rộn rực thì cũng có những con lọ nồi, những con mang hoặc thân hình tiều tụy mặt mũi buồn hiu hoặc rú lên những giọng hải hùng làm bồn chồn giả khách. Trèo lên núi cấm một ngày, ngủ lại vô bò hông một đêm. Tuy không thưởng thức được trọn vẹn những gì đặc biệt của miệng thất sơn nhưng cũng có thể tự hào là đã nếm được một phần phong dị kỳ thú của một vùng rừng núi thâm u miền cực nam nước việt chúng tôi đang còn say mơ trước bức tranh thiên nhiên thì có tiếng anh ba báo tin rằng đã đến chợ nhà bàn và hỏi xem chúng tôi định rẽ về phía nào con đường vào thất sơn khi đến nhà bàn du khách sẽ thấy có hai nẻo đi một rẽ về cánh trái đi tri tôn còn một xuôi theo phía phải về tỉnh Biên. Hai nẻo này sẽ lại gặp nhau tại cây me sau khi mở một dòng rộng kề theo bảy núi. Theo dự tính, chúng tôi đi thăm tỉnh Biên. Cánh đồng cỏ miền sơn cước gặp nắng tháng giêng làm khô cằn. Xa xa, một vài sóc miên điểm lác đác. Còn thì núi đá bao quanh như muốn ngăn lấp lôi đi. Khanh nhìn về phía trước, phát một cử chỉ rồi hỏi tôi. Dù mới tới đây, đã thấy dãy đầy những núi. Vậy mà căn cứ vào đâu, người ta lại gọi nơi này là Thất Sơn anh. Cái đó xin chịu là bí, vì không có lấy một tài liệu nhỏ nào giải thích. Có lẽ là tại người ta theo thuộc phong thủy, hoặc thích dùng số dương, cửu quyền, cửu thiên, thất tổ, thất tinh, vân dân. dân đều là số dương thường được dùng. Chứ cửu và thất đâu phải người ta chỉ có bảy đời tổ tiên hay chín đời cháu chắc mà thôi đâu. Hay là người ta chỉ kể bảy ngọn núi cao nhất thôi anh. Không, có những ngọn núi thấp chỉ 50 thước thôi. Như núi Trà Sư thì được kể. Trái lại có ngọn cao hàng 200 thước như núi dài năm giếng hoặc cao 282 thước như núi Ta Bét thì không. Vậy Thất Sơn là những ngọn núi nào anh? Có mấy thuyết khác nhau về danh hiệu Thất Sơn. Theo các bô lão miền này, qua lời một sơn nhân tên là Lương Văn Phụng, thì Thất Sơn gồm các núi Két, còn gọi là Anh Vũ Sơn, núi dài năm giếng còn gọi là Ngũ Hồ Sơn, núi cấm là thiên cẩm sơn núi tượng là liên hoa sơn núi nước thủy đài sơn núi dài ngọa long sơn và núi tô phụng hoàng sơn nhưng cụ hồ biểu chánh qua tác phẩm thất sơn huyền bí thì thất sơn là các núi trà sư núi két núi dài núi tượng núi bà đội om núi tô và núi cấm sau hết á một nhà khảo cứu ngoại quốc từng thăm dò nhiều đã kết luận thất sơn là các núi này, núi Trà sư, núi Két, núi Bà Đội Om, núi Cấm, núi Dài, núi Tượng và núi Tô. Tuy thứ tự có khác, nhưng hai thuyết sao giống nhau. Chúng ta có thể tin bảy núi là các núi đó. Chú thích: Theo Đại Nam nhất thống chí, phần An Giang tỉnh, mục Sơn xuyên thì thất sơn là núi tượng, núi tô, núi cấm, núi ốc nhâm, núi nam di, núi châm biệt và núi nhân hòa. Anh Khanh cười. Nghe kể danh từ bảy núi theo thuyết thứ nhất của cụ Lương Giang Phụng, tôi nhớ ngay tới truyện Tàu. Ảnh hưởng của truyện Tàu thâm nhập vào tâm hồn người mình chẳng ít. Nhưng tại sao người ta lại đặt tên các núi ấy là Két, là Tô, là Cấm Anh? người ta đã theo hình ảnh hoặc sự việc mà đặt đó. Như núi két trước mắt kia. Nó có một mỏm đá to giống hình mỏ két, tức chim anh vũ. Như núi trà sư bên cánh phải chúng ta đây, thì xưa đã có một ông sư tên trà chiếm ngụ. Nhưng núi cấm thì lấy nghĩa gì để gọi vậy anh? Cũng có nhiều thuyết để các nghĩa chữ cấm. Người ta bảo Hoàng Tôn Nguyễn Ánh khi bị quân Tây Sơn truy nã có lúc phải bỏ phú quốc vào núi này để trốn để cho tông tích khỏi tiết lộ các cận thần của họ nguyễn đã cấm dân chúng vào núi diện cớ trong đó có nhiều yêu quái và ác thú một thuyết khác nói đơn hùng tính có lúc dùng nơi này làm sao quyệt để xuất phát những trận ăn cướp lớn do đó y cấm dân gian bén mạng tới hầu dễ bề ngăn chặn lính kính tây nhưng có một thuyết nên tin hơn là Phật thầy Tây An đã cấm các tín đồ bửu sơn kỳ hương lên đó cất nhà cửa hoặc chùa am để ở. Vì lẽ có người ở ăn tất sẽ có sự ô uế núi non. Một nơi linh tú mà Phật thầy nhận thấy cần giữ gìn cho trong sạch. Trầm ngâm một chút, Khanh nói với tôi: "Nghe anh giảng qua, tôi đã hiểu được danh từ thất sơn." cũng như tên các ngọn núi trong đó nhưng như vậy thì núi sam núi sập núi giọng thê đâu phải thuộc về dãy thất sơn như một vài tài liệu mà tôi đọc thấy người ta lầm tưởng trên phương diện tổng quát thì các núi ở miền này bắt đầu từ núi sam ăn mãi đến núi giọng thê núi sập và các hòn ở tận hà tiên nhưng về sự quan hệ mật thiết của địa lý từng dùng thì dãy thất sơn chỉ gồm các núi nằm trọn vẹn trên hai quận tri tôn và tịnh biên dãy thất sơn thì như vậy nhưng còn miền thất sơn thì nên giới hạn từ ở đâu anh chưa thấy có một sự phân chia nhất định nào thỏa đáng hết người địa phương coi thất sơn là mười mấy ngọn núi bắt đầu từ núi két và chấm dứt tại núi tô nhưng khách quan nhìn vào thì Miền Thất Sơn phải được kể cả dãy Thất Sơn lẫn những vùng đồng bằng gồm các sông ngòi kinh rạch thuộc địa giới châu Đốc. Tôi tưởng nên lưu ý anh điều này. Trưởng binh lễ đình binh tại giàm xếp chăn cà na trong một mỏm của cù lao cây sao sau khi chiến thắng chân lạp. Chỗ trú quân của vị tướng lãnh này chỉ một khu nhỏ xíu nhưng về sau thì người ta xưng gọi cả dùng cây sao là xứ ông trưởng hoặc cù lao ông trưởng. Cũng như một cái tháp được xây lên giữa một cánh đồng cỏ lát, gọi là tháp 10, thì rồi cả cánh đồng rộng hàng 800.000 mẫu đã được mệnh danh là miền đồng tháp. Đặc biệt tại miền thất sơn này, theo cổ nhân, tuy không nói rõ ranh rắp, nhưng đã có một giới hạn rộng rãi bao gồm sao trước và cả tỉnh lỵ An Giang, tiền tam giang hậu thất lĩnh cái linh tú của cả một khu vực rộng mà ta gọi là miền Thất Sơn, từ lâu đã được ca ngợi. Trước ba sông thêm rạng chí tan bồng, sau bảy núi chẳng nao lòng tuấn kiệt. Trình chăm chú theo dõi câu chuyện. Anh như còn chưa thông suốt, nên hỏi dặn lại đoạn trước. Vừa rồi nghe anh nói tới đơn hùng tính, tôi nhớ lại một nhân vật trong truyện Thuyết Đường. Có ai đời nay mà mang tên người xưa vậy anh? Người đó là Ba Tín, tên thiệt Lê Văn Tính, gốc ở Rạch Cái Sau, làng Nhị Mỹ, quận Cao Lãnh. Cuộc đời của Ba Tín ngang dọc, từng hoạt động qua nhiều tỉnh từ Siêm Riệp tới Mỹ Tho, khiến đương thời người Việt lẫn người Miên ở những nơi có vết chân của Tín đi qua không mấy ai là không nghe biết. Đồn rằng Ba Tín có tài xuất quỷ nhập thần, do đó tính càng mau chóng trở nên một nhân vật phi thường trong làng lương sơn bạc. Bà Tín xuất thân từ giới nào và y đã làm gì để nổi danh là một đơn hùng tính của Việt Nam vậy anh? Thiếu thời tính là một tá canh cho một điền chủ. đa số điền chủ thời pháp thuộc đều bóc lột và hà khắc tá canh. làm ruộng mướn là cần có lúa dư để sống. tá canh nào cũng có cái mục đích chung như vậy. Vậy mà cứ hễ làm năm nào là phủi tay năm đó. Hết mùa ruộng còn phải dặn câu đặt lờ. Làm thuê mướn suốt mùa lục để mới có mà ăn. Bà tính bất bình trước hạng nhà giàu ác độc đó. Thứ nhất là ông điền chủ của y. Nên bỏ xứ mà đi. Nuôi chí là một anh hùng để trừ các tay nhà giàu khắc nghiệt. Tính học được võ thuật và đạo thuật, nhiều can đảm và giàu lòng nghĩa hiệp mới đầu thường đứng ra một mình can thiệp giúp đỡ những kẻ thế cô bị uy hiếp sau kết nạp nhiều anh em đem nhau đi cướp lấy của cải của những tên trọc phú về chia cho người nghèo mấy tay giàu lớn ở lục tỉnh nghe tới tên tín là hết hồn mà mật thám pháp nhiều lúc cũng điên đầu với tín do tấm lòng nghĩa hiệp và những cử chỉ anh hùng đó của ba tín mà người bình dân phục tính như phục đơn hùng tính trong truyện. Còn người miên miền biển hồ thì coi tính như một ông vua, nên tôn xưng là luôn tính. Tính thoạt đó thoạt đây, vào ăn hàng ở các nhà cửa giàu dễ như bỡn, mà nhà đương của không tài nào bắt được, lại cũng không dò nổi tông tích. Buổi sáng mới thấy y ngồi nhậu chơi với em út ở thất sơn, thì buổi chiều người ta thấy tính chỉ huy một đám cướp tại Mỹ Tho. Rồi ngày mai, ngày mốt, cứu người ở Tri Tôn hoặc đánh lính ở Công Bông Thom. Người ta kể rằng lúc sống ở biển Hồ, tính thường ngự trên một chiếc ghe lên đên theo sóng nước. Có lần ba tính quắt một chiếc xuồng nhỏ của một tay ngư phủ đang hành nghề gần đó để mua vài con cá làm thức ăn chiều. Ngư phủ chọn cá ngon đưa qua thuyền tính mà không nhận tiền. Diện lý rằng của không là bao, Bà Tín cảm động trước cử chỉ đẹp của một người nghèo, lấy rổ quảo xúc bạc trắng đổ qua xuồng ngư phủ. Bạc đổ nhiều đến nỗi lão ngư phủ phải từ chối. Thôi ông ơi, chìm xuồng tôi bây giờ. Năm 1926, có tin Đơn Hùng Tín bị sở mật thám pháp bao dây và bắn chết tại Mỹ Tho trong lúc y thả thuyền trên sông. Nhưng đồ đảng của Tín thì nói rằng người bị giết đó không phải Đơn Hùng Tín, mà là một người mạo danh. Đơn hùng Tín thiệt đã giải nghệ và đi tu lâu rồi. Năm 1945, Nhật đảo chánh Pháp tại Đông Dương. Cuộc biến động khởi đầu khiến những cuộc di cư cũng theo đó xảy ra. Có người bỏ thành về bưng đã gặp tính ngồi tu dưới bóng một cây lâm dồ trong một khu rừng thuộc tỉnh Công Bông Cham. Tu sĩ tính cho biết mình đã đi luyện đạo từ lâu và hỏi thăm những biến cố ở quê hương. Năm 1947, một người khác lại gặp tính ở Công Bông Spiel. Tính một lần nữa xác nhận mình còn sống và dốc chí tu hành để chuộc lại lỗi lầm của một thời gian bóng. Xe chạy từ từ để ngắm cảnh, nên 10 giờ kém năm mới tới quận lỵ tỉnh Biên. Chợ nằm sát bờ kinh Vĩnh Tế, cách ranh giới quốc gia chỉ một dặm hú nhà chợ lợp ngói và thấp nên tôi om phố xá cũ kỹ nhưng sinh hoạt không đến nỗi tệ lắm nhờ có sự hiện diện của nhiều sắc dân tây miên cha chệt và người việt đều có thể trông thấy được trong một buổi chợ nhóm ở miền biên giới này nhưng phần đông là người việt và người miên theo một bản thống kê trước năm một nghìn chín trăm năm mươi thì tỉnh Biên có dưới 40.000 dân, trong đó có trên 2.000 người Miên. Chúng tôi ghé vào Vinh quận để thăm người quan, cùng để tìm nơi trọ nghỉ. Ông quận trưởng hôm ấy bận đi công vụ, chỉ có mặt ông phó, nhưng ông này chưa có dịp biết chúng tôi. Tuy nhiên, qua lời giới thiệu của một viên chức trong quận, chúng tôi được tiếp rất hậu. Ông đã đích thân đi lục và ôm từng chồng hồ sơ để chúng tôi tìm hiểu và ghi chép về nhân văn kinh tế địa phương. Ông cũng mời và đưa chúng tôi đi dùng cơm tại một tiệm ăn ở chợ. Ông vui vẻ và thành thực kể lại chuyện ngày qua. Hồi sau đảo chánh á, ở đây khổ lắm. Tôi là một công chức, sợ bị giết lầm vì tội Việt gian, nên phải bỏ xứ trốn đi. Những người nhà giàu sợ thù oán và cướp bóc cũng tản cư còn dân lạnh thì sợ tay bố bán càng Nên rút về vườn ẩn lánh Sự sao xuyến đó Đã khiến chợ này vắng tanh Nghe nói có lúc Cả mấy hôm liền không nhóm Ban đêm mỏ ống như nhái Vì nạn ăn cướp Cướp tiền sát nhơn có Mà giật trâu bò cũng có Cảnh tượng rùng rợn lắm Trời sẩm bóng là ai vô nhà nấy Đóng cửa im ỉm Ai chết nấy chịu chứ không ai tiếp cứu ai. Người thổ có hội khá mạnh. Họ hợp đoàn với những người bên kia giới tuyến tràn qua, kéo nhau đi trả thù những cây thế lực trước kia mà họ quán. Người Việt cũng vậy, thừa cơ hội có khi quật lại cũng hăng. Thành ra, một cuộc bất an nối tiếp luôn. Nhà cửa chùa chiền bị thiêu rụi, mà nhân mạng cũng rẻ mạc. Mà hồi đó trở cuộc thế như trở bánh phòng. Cứ thai màng đổi lớp liền liền như trên sân khấu cải lương vậy. Nên người hiền cũng như đứa dữ, ít ai khỏi sơ sát. Anh Hà lắc đầu thở dài. Chúng tôi cũng từng gặp hoàn cảnh đó, nên nghe ông nhắc lại, càng thêm ngao ngán. Ý chừng muốn đánh tan cái không khí nặng nề vừa kéo theo câu chuyện. Anh Khanh pha trò ở đây là tịnh biên mà tôi cứ nghĩ hồi các nơi khác biến động nơi này chắc phải là cõi biên thùy yên tĩnh nhất như sự ước muốn của cổ nhân chứ ai nấy cùng thấm ý phá lên cười khanh nhìn tôi tiếp nhưng sao sứ thổ mà tên việt địa danh này xuất phát từ bao giờ anh sứ thổ thiệt đó nhưng người việt tới lập nghiệp đông hơn người thổ nên tên thổ bị bỏ quên đi. Còn địa danh tỉnh Biên thì có từ năm minh mạng thứ 20, 1839, gọi là Phủ Tịnh Biên, cai quản hai huyện Hà Âm và Hà Dương thuộc tỉnh Hà Tiên. Bây giờ thì đã cho vào bản đồ châu Đốc rồi chứ. Năm thiểu trị thứ hai, 1842, để tiện việc liên lạc với Lỵ sở châu Đốc, Phủ Tịnh Biên đã được đưa vào sát nhập với tỉnh An Giang. Từ đó Hà Tiên chỉ còn một phủ ba huyện, phủ An Biên với các huyện Hà Châu, Kiên Hà và Long Xuyên vùng Cà Mau. Hôm đó, chúng tôi nghỉ tại một nhà quen, cách chợ khoảng 3 bốn trăm thước. Theo ý kiến chung của anh em thì ở ngoài vừa có cái lợi thông thả thoải mái hơn mà vừa được dễ dàng tiếp xúc với quần chúng. Đó là một ngôi nhà xưa núp dưới mấy tàn cây có gió đồng thổi vào mát rượi. Chủ nhân là một hương cả thời Tây, tuổi cao mà còn quát thước, tính cách giản dị tự nhiên. Chúng tôi xuống tắm dưới kinh, tha hồ bơi lội, giặt dạ cho bỏ những hồi chịu đựng dưới nắng lửa và bụi cát. Buổi chiều đó trời rất trong, mặt trăng thượng quyền tuy chưa đầy đặn nhưng đã sớm khoe sắt kim quang ống ánh trên đỉnh đầu. Chúng tôi ngồi sắp thành hàng trên một chiếc băng gỗ trước nhà, sát mé kinh mà nhìn trăng lên nước chảy. Mỗi người đều mang riêng một tâm tư. Bỗng, Khanh như ngóng nghe một điều gì, rồi buông lời. Có tiếng sơn phách, hình như âm nhạc trỗi lên từ đằng kia. Ai nấy đều chú ý, hướng về phía có âm thanh phát ra. Ông cả nói, giọng khoan thai Đó là điệu nhạc phiên sim của người miên Mà ta thường gọi là nhạc ngũ âm Chắc trong chùa hôm nay có cúng quải gì đó Giọng nhạc buồn buồn, không mau mà không chậm Những tiếng thanh tao, trong gieo như ngập ngừng, đứt quảng Trong những tiếng bập bùng trầm trầm Giọng nhạc cứ theo chiều gió đưa đi Mà nghe được lúc nhỏ lúc to, xôn xao quyền diệu Tôi xoay sang chủ nhân Thưa ông cả Chúng tôi có thể bách bộ về chỗ có tiếng nhạc được không? Được Cách đây không xa đâu Để tôi dẫn các ông đi Dưới ánh đèn sáng trưng Trong nội điện một ngôi chùa miên Dân chứng Đa số là người miên Đang bu quanh một dàn nhạc Gồm 8-9 nhạc công Với những nhạc cụ lạ lùng Họ đang say sưa trổi nhạc Và nghe nhạc không một ai chú ý tới sự hiện diện của bọn tôi. Chúng tôi nhập vào với đám đông để thưởng thức. Hình như không có ai là nhạc trưởng đứng chỉ huy riêng. Ngoài một cụ già trong nhóm ngồi ôm cái trống nằm dài, dỗ lên bằng tay và hất hàm mỗi khi muốn khởi đầu hoặc ngừng nghỉ một bản nhạc. Bên cạnh cụ già dỗ trống là một người khác ngồi giữa một dàn đơn hình bán nguyệt làm bằng cây mây Chụp lên trên là 16 cái chiên đồng nhỏ xíu Người ấy đánh xuống bằng hai cây vồ cây Âm thanh trầm dịu và trong Một cậu thanh niên hai tay bổ nhanh bằng hai chày nhỏ trên nhiều thanh tre Đặt trên một cái hộp gỗ dài Tiếng văng ra lanh lảnh Một số bốn năm người khác nữa Ai cũng có sẵn nhạc khí trong tầm tay Hoặc băng sắt hoặc bằng xăng hoặc bằng tre. Đặc biệt, ở sát tường còn hai cái trống lớn ngửa mặt da hướng lấy hai chiếc dùi cây do một người luôn tay chuyển động. Tiếng trống to nhỏ hòa nhau với tiếng chiên, tiếng đàn, tiếng sên phách làm tưng bừng in ỏi. Cứ hệ qua một lượt thì tiếng nhạc lại trở lại giống y để rồi lại qua một lượt khác đều đều. Chúng tôi lạ mắt lạ tai Mới đầu hào hứng lắm Nhưng vì không hiểu nổi nhạc lý Nên dây lâu quá nhàm Anh Trình kêu tôi Và ra hiệu cho ai nấy đi vòng ra phía sau Ghé mắt nhìn xem Một sư sải đang thị thuộc lễ Phật Rồi tháo lui Ra đến sân Anh Trình nói với ông cả Âm nhạc, hội họa, kiến trúc Và kể cả điêu khắc nữa Nước nào cũng có cái chất vị Đặc biệt dân tộc của nó không giống như dân tộc khác. Thì những nét chạm vẽ trong chùa, tôi liên tưởng ngay tới những tượng đá ở đế thiên và trong thế nghệ thuật chơi nhạc của người miên vừa rồi. Tôi nhớ những ngày còn nhỏ được coi hát lò khon ở Nam Giang của họ. Chú thích lò khon cũng gọi là dù kê, một lối hát có tuồng tích như hát cải lương của ta. Nhưng hình như về tôn giáo, có lẽ vì cùng chịu ảnh hưởng phật giáo cho nên nhà sư vừa rồi cũng phủ phục xuống như lối lại của người việt ta không khác gì vẫn có khác đó chứ chỉ tại ông không coi kỹ tôi tiếp lời ông cả người việt ta lại theo đàn phật khác mà lại theo đàn nhu lại khác có lẽ anh trình đã quên mất lối lại của đàn nhu nên mới nói như vậy nhưng theo tôi dù người nhật người Tàu, người Ấn, người Miên trong những cái lại mang ảnh hưởng Phật giáo vẫn không khác mấy. Chỉ riêng có cách lại của một người Phật tử Tây Tạng mà tôi đã được trông thấy tại Ấn Độ. Có một vẻ lạ lùng. Khanh từ phía sau bước nhanh lên vài bước. Đoạn hỏi tôi. Người ta đã lễ Phật cách nào mà có vẻ lạ lùng anh? Lại gậy chuyện nữa. Thôi để về nhà nằm nghỉ. Lúc ấy ai nấy cũng khỏe. Tôi sẽ thuật lại cho anh nghe, rồi ngủ. Không được đâu anh ơi. Nói bằng miệng chứ có phải bằng chân đâu mà đợi nằm. Anh hãy kể đi. Tôi cười. Hôm đó, tôi vào giếng đại tháp Buddha Gaya, được một vị sư trụ trì người Ấn tiếp đón và hướng dẫn. Chú thích Buddha Gaya, ta gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Đại tháp này được xây cất bên cạnh cây bồ đề nơi đức phật thích ca đắc đạo nay thuộc tiểu bang bihan nước ấn độ trong bầu không khí tĩnh mịch trên cao là pho tượng phật thế tôn với nét mặt từ bi muôn đời tôi thấy bên dưới một vị sư già người tây tạng đang lễ bái trước đại hùng bảo điện vị sư già mình mặc áo hàng mỏng màu vàng quần đen nét mặt khắc khổ với những làng nhăn nheo như chứa đựng một trời suy tư hình dốc của vị sư cao lớn nhưng mảnh khảnh vị sư đứng thẳng người mà hướng về phía pho tượng của đức điều ngự miệng đọc lên những câu kinh cầu nguyện bằng một thứ tiếng không quen giọng đọc của sư cụ trầm trầm với những tiết điệu nhịp nhàng mang đầy tính chất linh thiêng của một tha lực kỳ diệu tiếng đọc rền từ vách đá gian ra các cửa và tỏa rộng đến ngoài sân. Bây giờ chúng tôi ai nấy kính cẩn, chắp tay đứng nhìn. Cứ hễ sau một thôi dài những câu kinh đọc lên, thì tiếp theo đó là một lại được vị sư già cung kính lễ bái. Cái lại cũng cẩn trọng làm sao. Một lần chắp tay của hai cánh tay gian rộng ra, rồi xếp vào. Sư cụ rạp mình xuống đất, rồi tất cả mặt mày ngực bụng cho đến hai bàn chân và đùi dế của nhà sư đều nằm sát trên mặt nền. Một vài giây trôi qua, vị sư đứng lên theo một điệu bộ tề chỉnh đặc biệt, rồi lại đọc kinh, rồi lại lại Phật. Cứ như vậy mà liên miên bất tận như chẳng cần đến giờ khác thời gian. Những tiếng động bên ngoài, những hình bóng của chúng tôi thấp thoáng hai bên, chừng như chẳng hề làm sao động đến thính giác hay thị giác của nhà sư ông cứ bình tĩnh thản nhiên và đều đều theo một lề lối bất dịch tôi kề miệng nói nhỏ với anh em đồng hành chúng ta hãy xếp hàng và đảnh lễ cùng một lúc với vị sư già này để còn lên chim quang trên thượng đỉnh chứ thời cúng của sư cụ e còn lâu tất cả cùng đồng một rập theo lời đề nghị của tôi câu chuyện lễ bái được nghe thấy trên đất ấn vừa chấm dứt thì nóc nhà ông cả đã hiện ra dưới ánh trăng mờ chúng tôi đi thêm một chút nữa mới tới chủ nhân bước vào nhà trong rồi trở ra nói với mọi người buổi trưa nay các ông ai nấy đều kiếm được một giấc ngủ ngon đêm nay hãy thức khuya nói chuyện với tôi chơi cho vui tôi đã nói sắp nhỏ nấu chè đậu xanh với nước đường thúc nốt đãi các ông cho giải nhiệt đêm hôm đó Ông cả nói cho chúng tôi nghe nhiều chuyện rất lý thú. Những chuyện cổ của người Miên, những vụ ăn cướp trên đường Tịnh Biên, Hà Tiên, cùng những sinh hoạt ngang xương của chợ trời miền biên giới từ thời Pháp thuộc cho tới thời loạn ly đều được ông kể lại vừa rành rọt vừa hấp dẫn. Khoảng đợi làm làng của ông gần 30 năm cũng được ông nhắc lại rồi kết luận làm làng dưới quyền Tây á, tuy phải cái nhục nô lệ, mà trong tình thế bất khả kháng như vậy, chẳng lẽ chẳng ai làm, nhưng cũng giúp được nhiều việc cho dân. Nếu những hương chức được cử có lương tâm, trộm cướp ngày đó đâu có lộng hành quá sức như ngày nay. Những vụ nghi oan, bắt lầm, tra tấn, giết hại giả mang cũng ít thấy. Điếm đàn, đỉ thỏa, cờ bạc và hối lộ nữa cũng đâu có nhan nhãn trước mắt để tạo thành một xã hội hỗn loạn, thối nát như vậy. Những thằng ăn cướp ăn trộm, thấy bóng hương quản là mất hồn. Cờ bạ cũng lén lút, hối lộ cũng ngầm ngầm. Mà nghe hơi tay là xanh mặt chơ, không có quá quắc như bây giờ. Tôi cho đó là do bộ máy cai trị của ta tất cả. Tôi an ủi ông cả. Dù sao hồi đó cũng là thời bình, dân chúng biết sợ pháp luật hơn. Còn bây giờ ảnh hưởng chiến tranh đã đưa con người đến chỗ hoang mang. Tâm cảm bẩn thiểu cũng dễ nảy sanh, mà kinh nghiệm chính trị của ta thì còn phôi thai quá. Chúng ta bây giờ phải kiên nhẫn, ráng giác ngộ quyền lợi chung và phải góp tay một chút với chánh quyền để rồi mới ổn định được. Còn về những vụ thanh trần hoặc nghi quan giết lầm trong những hồi chủ quyền lật qua lật lại là chuyện thường thấy trong lịch sử. Cuộc cách mạng năm 1789 của Pháp đã làm bay đầu vợ chồng quốc dương chuyên chế của nước đó. Nhưng rồi các lãnh tụ cách mạng như Marat, Danton và Robert Pierre cũng lần lượt nhau bị giết. Giết qua rồi giết lại. Chết đáng tội có mà chết oan cũng nhiều lòng người đều ly tán, đâm nghi kỵ tất cả. Không một ai tự thấy tính mệnh mình không bị đe dọa. Trong những ngày căng thẳng nhất, người ta thấy hàng chục chiếc xe bò trong mỗi ngày chở đầy can phạm tới pháp trường. Hãy nghe tiếng lọc cọc qua ngang nhà, thì dân chúng Paris nín thinh, chết khiếp như nghe tử thần gõ cửa. Người ta đếm được chừng Bốn ngàn người bị chết chém trong các vụ lật qua lật lại đó. Nhưng nhờ chịu đựng với gian khổ, và nhất là họ có tinh thần tự giác cao, nên rồi nước Pháp của họ cũng được thoát qua hồi đen tối. Nhưng chịu đựng từ năm 1945 tới nay đã sáu năm dài dẳng mà dân ta nào thấy yên ổn gì đâu ông. Nước ta thời trịnh nguyễn phân tranh, chiến tranh đã dây dưa tới 45 năm. Còn Anh và Pháp vào thế kỷ thứ 14 đã có cuộc giành ngôi đánh nhau hàng trăm năm dài. Chúng ta giái trời cho cuộc chiến trên đất ta thời nay không đến nỗi dằn co như thế ấy. Ông cả thở dài, vẻ chán nản. Phải kiên nhẫn và tự giác. Đồng ý với ông, nhưng người ta không kiên nhẫn và tự giác như mình mới là điều đáng lo đó thì mình cứ lo phần mình trước thưa ông cả rồi thì sẽ đi lần tới sự giác ngộ chung tôi có lúc để lòng suy tư về duyên do của mọi hận thù tranh chấp sau mỗi tư trào cách mạng đã thấy rằng phần lớn do thiếu tinh thần giác ngộ mà ra xin cho một ví dụ người pháp thống trị nước ta dài gần trăm năm bọn tai sai thực dân thừa gió bẻ măng làm giàu làm sang trên xương máu của dân đã lắm. Luật đào thải đã gạn lọc họ sau ngày chính biến là tự nhiên. Những người ấy cần giác ngộ để góp tay hoặc nhường bước cho thời thế mới. Cũng như những người mới, không nên vì tư thù cá nhân hay giai cấp mà lên tay xử tệ đối với lớp người trên mà nên thông cảm, khoan dung, phủ dụ để kéo họ về góp sức với mình hoặc ít nhất cũng không phá hoại lại công việc của mình được như vậy thế nước mới có cơ vững mạnh người già nên tự hiểu mình không còn cái tinh nhuệ của tuổi trẻ mà người trẻ cũng cần biết mình không có được những kinh nghiệm của người già biết để mà giữ đúng trách nhiệm mình biết để mà nhường nhau cộng đồng sinh hoạt cái triết lý sống đó tôi cho rằng tạo vật đã thể hiện thường nhật ở gần ta cây có đâm chồi nảy lá thì rồi mới trổ được hoa thấm nhụy thơm nhưng hoa phải chịu úa tàn để tập trung sinh lực cho mầm xanh kết nụ nụ lớn thành trái sởn sơ một thời rồi thì già cỗi rụng tàn và trái cũng phải chịu lầy da rửa thịt để bài hạt phơi ngoài cho tược non dùng dậy lên cây xanh tốt. Đi ngược định luật đó theo tôi là làm trái lại thiên nhiên, hư hết. Qua lần kính trắng, ông cả chăm chú nhìn tôi với đôi mắt sáng trưng. Còn các anh Khanh, Trình, Hà thì gật gù ra chiều buồn ngủ. Chè dọn lên, khói bốc ngát mùi thốt nước. Ông cả chìa tay mời mọi người tôi nâng chán rồi từ từ thưởng thức hương vị thâm trầm